Audio Jungle. Xin chào bà con, thì tiếp tục với clip này á, thì mình sẽ quay cho bà con về cái mô hình mà kỹ thuật trồng cây cam đối với bà con nông dân ở Đắk Lắk chúng ta và một số tỉnh thành khác. Thì đây mình cũng quay cho bà con xem về cái mô hình mà bà con nông dân tiến hành trồng sầu riêng, cam và quýt. Thì đây mình hướng dẫn bà con về thứ nhất là trồng cây cam. Thì ở Tây Nguyên Đắk Lắk á, thì chế độ một thời tiết nó mưa á, thì nó đã bắt đầu rồi. Thì nó mưa ở tháng 5 dương lịch này bắt đầu là thời gian thích hợp để bà con chúng ta trồng cây ăn quả, một số cây khác. Thứ nhất là mình nói sơ bà con về cái công tác mà thời điểm mà trồng cam á, thì bà con tốt nhất là trồng ở tháng 4, tháng 5 dương lịch á. Thì lúc đó là thời tiết bắt đầu mưa rồi nên cũng đủ điều kiện cho bà con có nước là con trồng. Thì cái việc mà khi mà trồng cam á, thì chúng ta đào hố với kích thước là 40 x 40 hoặc 60 x 60. Thì tùy vào cái điều kiện của bà con, thì với những clip ở trên á, thì bà con nông dân chúng ta thời buổi này á, thì nó cũng được tiên tiến và hiện đại hơn á. Bà con ta đã dùng máy khoan hố hết rồi, thì tùy vào con ta lựa chọn những mũi khoan 40 hoặc 60 hoặc là 60-80, tùy vào mũi khoan của bà con chúng ta, bà con khoan hố cho nó nhanh. Đó là về kích thước hố. Cái thứ hai là khoảng cách mà trồng cam á, bà con thể trồng 3m, 3m hoặc 4m, 5m. Thì tùy vào đất của bà con và tùy vào cái nhu cầu bà con ăn ngắn ngày hay là dài ngày. Thì nếu bà con ăn ngắn ngày thì bà con có thể trồng cho mình là 3m, 5-3m. Có thể trồng dày hơn cũng được, đó là tùy vào điều kiện của bà con. Này khi mà trồng á, thì bà con dùng cuốc á, đào một hố lớn hơn bầu một chút á, ở giữa hố á, chúng ta đặt bầu vào cây. Thì về cái phân lót á, thì mình cũng nói sơ bà con. Thứ nhất á, còn có nếu bà con không có điều kiện á, thì bà con có thể bón cho mình phân lăng và phân trị mối và côn trùng ở dưới đó, như là furan rồi á. Còn nếu như bà con trước khi trồng cam á, nếu bà con có điều kiện, bà con có thể bón cho mình là 20kg phân chuồng 21 trộn đều hết đó, rồi 2 lạng 0,2kg super lăng, 0,1kg kali và có thể là 1kg phân hữu cơ vi sinh á. Thì đó là với nếu bà con có điều kiện á, thì bà con có thể bón cho mình. Thì đó là mình nhắc sơ về công tác mà bón lót. Thì tùy vào bà con ta, để bà con ta xử lý cái đất chúng ta tốt hơn. Nếu bà con có điều kiện bà con xử lý tốt hơn, còn không thì sau này khi trồng lên thì bà con bón phân và chăm sóc sâu cũng được. Đó là về cái quy trình mà bón lót. Thì với quy trình mà trồng á, thì trên clip mình cũng hướng dẫn bà con á, khi mà đào hố xong á, chúng ta dùng cuốc và chân nén chặt cái vùng đất xung quanh gốc, và có thể chúng ta cắm cọc cố định để cây khỏi bị gió lây động rễ và dễ chết. Thì nếu mà trồng trong mùa khô á, thì sau khi trồng á, thì bà con có thể tưới nước xong cho mình á, thì có thể dùng rơm rạ hay cỏ khô để giữ ẩm cho cây. Là sau khi trồng tưới nước khoảng 3 đến 5 ngày á, thì chúng ta phải luôn luôn tưới nước giữ ẩm cho cây trong một tháng đầu tiên để cây nó mau lớn và đâm rễ. Về cái thứ hai là chăm sóc, thì mình cũng lưu ý lại là riêng cây trồng hoặc tất cả cây trồng khác á, khi chúng ta vừa trồng xuống á, thì cái việc cung cấp đủ nước cho cây trong mùa khô là rất quan trọng. Và lúc khi mà cây nó ra hoa đậu trái cũng rất là quan trọng. Và nếu mà cái việc mà trồng cây ăn trái như cây cam này, để hạn chế cỏ dại, chúng ta nên phủ gốc bằng rơm rạ, cỏ khô, để cho chúng ta cũng thường xuyên phá ván sau những cơn mưa lớn. Và thường chúng ta phải làm cỏ vụ xuân là tháng 1, tháng 2 và vụ thu vào tháng 8, tháng 9. Chúng ta phải xới sạch cỏ hoàn toàn diện tích một lần. Một năm chúng ta xới gốc khoảng 2 đến 3 lần để cho mặt đất chúng ta nó thoáng đi. Và sau khi trồng á, chúng ta phải theo dõi cắt bỏ các cành vượt chồi mọc ra từ gốc ghép. Khoảng 1 đến 2 tháng á, khi cây đã bắt đầu đâm rễ đâm chồi á, thì chúng ta tiến hành hãm ngọn ở chiều cao khoảng cỡ 70 cm. Thì chúng ta giữ lại 7 đến 10 chồi khỏe mạnh. Chúng ta phân bổ đều kiểu sao cho nó được cái tán nó đều hơn. Và tránh hiện trạng là cây nó bị che khuất ánh sáng lẫn nhau. Thì công tác mà làm cành này nó cũng rất là quan trọng bà con. Còn ở cái giai đoạn mà cây nó trưởng thành á, thì chúng ta phải thường xuyên cắt bỏ các cành già cỗi, sâu bệnh hay cành bị gãy đổ. Đó là cái mình lưu ý với mình nhắc nhở bà con á. Thì còn về cái việc bón phân á, thì với cái năm đầu tiên sau khi trồng á, thì chúng ta có thể tiến hành bón lót, có thể là phân đạm hoặc NPK mà chúng ta pha loãng ra 1% thôi. Chúng ta cứ 15-20 ngày chúng ta tưới một lần
cho cây nó bén và phát triển cho nó mạnh. Còn ở giai đoạn mà năm thứ hai á, hoặc năm thứ ba á, thì mỗi năm chúng ta bón lót khoảng cỡ 10 kg phân chuồng, hạt phân hữu cơ, hạt phân vi sinh á, để chúng ta có thể cộng thêm đó là 1 lạng ure và 3 lạng lăng, để chúng ta chia thành 4 lần bón đó. Thì về cái giai đoạn bón á, thì mình nhắc nhở bà con sơ nè. Thứ nhất là lần thứ nhất là khoảng cỡ tháng 9, tháng 11 là chúng ta bón phân hữu cơ, vi sinh, phân lăng. Lần hai thì chúng ta bón vào tháng 1 và tháng 3 là bón khoảng cỡ phân ure và kali, thì tỷ lệ nó chiếm khoảng cỡ 30-40% thôi. Còn lần 3 thì chúng ta bón vào tháng 5 là vẫn chúng ta lúc này vẫn cần ure khoảng 30% và 30% là kali. Lần cuối cùng là ở tháng 7 và tháng 8 thì chúng ta vẫn bón ure và kali, là hai cái đó là cái phần mà ở lần 4 này chúng ta bón. Thì bước vào giai đoạn kinh doanh năm thứ 3 trở đi á, chúng ta tiếp tục giữ tỷ lệ bón phân và số lần bón phân cũng như ở trên. Nhưng mà lúc này mình cũng khuyên cho bà con là nên tăng cái lượng phân chuồng và phân hữu cơ lên để cho cây chúng ta nó khỏe hơn, vì lúc này nó rất cần nhiều dinh dưỡng cho cây. Còn về cái cuối cùng đó là thu hoạch, thì càng chúng ta phải cần thu hoạch đúng thời vụ để cho cây nó tạo phân hóa mầm hoa tốt cho những cái vụ sau. Và về cái thu hoạch thì chúng ta dùng kéo chuyên dụng, chúng ta cắt quả cuống thu hái, và sau khi thu hoạch xong chúng ta tiến hành phun rửa vườn. Thì đó là cái quy trình chung mình quay cho bà con xem theo quan điểm của mình về cái kỹ thuật mà trồng cam á, để bà con tham khảo. Thì tùy vào giai đoạn mình sẽ nói những giai đoạn khác nhau cho bà con. Thì đây là quy trình mà trồng thôi, thì mình quay cũng rất là cụ thể ở trên clip rồi, thì bà con có thể nhìn trên clip và bà con tiến hành trồng cũng được. Đó là ở khu vực Đắk Lắk chúng ta riêng về kỹ thuật trồng cam. Còn đối với những vùng mà miền Nam và miền Bắc á, miền Tây á, thì đó là những vùng mà chuyên trồng về cam, thì nó kỹ thuật nó sẽ khác so với ở vùng ở Tây Nguyên đất đỏ này. Thì đây là clip mình chỉ quay chia sẻ cho bà con về cái kinh nghiệm của mình về cái kỹ thuật mà hướng dẫn cho bà con trồng cây cam. Thì qua đây bà con vui lòng đăng ký kênh đi để theo dõi tất cả video bên mình, để tạo cho mình cái động lực mình quay những video tiếp theo cho bà con ạ. Xin cảm ơn bà con ạ.